Trận bão tuyết nghiêm trọng nhất trong hơn 50 năm đã tấn công vào thủ đô Seoul của Hàn Quốc vào ngày hôm nay, gây ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân. Tuyết rơi dày khoảng 20cm tại các khu vực phía Bắc và gần thủ đô Seoul. Bão tuyết bao phủ phần lớn nước này với khu vực miền Trung, miền Đông và Tây Nam ghi nhận lượng tuyết dày khoảng từ 10 đến 23cm. Tuyết rơi kéo theo vụ tai nạn tại thị trấn miền Đông Hongcheon khiến cho một người thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Ít nhất 220 chuyến bay đã bị hủy hoặc là hoãn tại các sân bay trên toàn quốc, trong khi chính quyền ra lệnh cho khoảng 90 chuyến phà phải ở lại cảng. Cơ quan thời tiết cho biết là tuyết sẽ tiếp tục rơi ở hầu hết các khu vực của nước này cho đến trưa ngày mai. Tổng thống Hàn Quốc đã chỉ thị cho các bộ an toàn và giao thông huy động tất cả nhân sự và thiết bị có liên quan để ngăn ngừa tai nạn giao thông và các sự cố liên quan đến tuyết khác. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Giáng sinh. Ông già Noel đang tất bật chuẩn bị cho ngày bận rộn nhất của mình. Thế nhưng biến đổi khí hậu và lượng tuyết giảm ở Bắc Cực đang không khỏi khiến người ta lo lắng. Thông thường vào thời điểm này trong năm, thành phố Rovaniemi, tỉnh Lapland, Phần Lan được biết đến như quê hương của ông già Noel đã phủ đầy tuyết trắng. Thế nhưng trong những năm gần đây, nhiệt độ tại đây đang tăng lên đáng kể. Sau khi ghi nhận một mùa hè nóng nhất trong lịch sử, thì vào tháng 11 này, tại tỉnh Lapland, có nơi còn ghi nhận nhiệt độ cao nhất từ trước tới nay lên tới 11,1 độ C. Điều này khiến cho cảnh quan mùa đông đặc trưng của vùng Bắc Cực đang dần biến mất, thay vào đó là những cơn mưa như chút nước và nhiệt độ ấm áp bất thường. Có thể thấy rõ biến đổi khí hậu đang hiện hữu, ảnh hưởng đến loài tuần lộc cũng như đến cuộc sống ở Bắc Cực. Tuần lộc gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thức ăn và cảnh quan tuyệt đẹp, phủ đầy tuyết trắng nơi đây cũng đang thay đổi nhanh chóng. Các nhà khoa học cảnh báo, Bắc Cực đang ấm lên nhanh hơn bất cứ nơi nào khác trên trái đất với tốc độ nhanh hơn gần gấp 4 lần. Sự tan chảy của băng biển và sông băng không chỉ ảnh hưởng đến hệ sinh thái địa phương mà còn góp phần làm gia tăng mực nước biển toàn cầu. Biến đổi khí hậu đang gây ra nhiều thách thức, trong khi du lịch là ngành quan trọng tại Rovaniemi. Mỗi năm hàng triệu du khách đổ về đây để trải nghiệm không khí Giáng sinh ấm áp, chiêm ngưỡng khung cảnh tuyết trắng đầy mê hoặc và trải nghiệm cái giá lạnh của Bắc Cực. Và nếu may mắn thì còn có thể chứng kiến cực quang bắt mắt. Tuy nhiên sự thiếu vắng tuyết và khí hậu ấm áp có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách. Chúng ta có thể thấy rằng biến đổi khí hậu là có thật. Nó đang ảnh hưởng đến tuần lộc. Nó đang ảnh hưởng đến cuộc sống ở Bắc Cực. Có thể tuyết sẽ rơi muộn hơn và kéo dài hơn chăng? Chúng ta chỉ biết chờ xem thế nào thôi.